Nữ vương các thánh tử đạo Việt Nam. Bên dưới có kính thánh Du Xe Khang. Kính thánh Du Xe Khang. Đây là giáo xứ Lạc Viên thuộc giáo phận Đà Lạt. Nhà thờ rất là đẹp. Bên trong giáo xứ nó đặc biệt. Xin chân thành cảm ơn cô chú và anh chị, rất mong cô chú và anh chị ủng hộ đăng ký kênh cũng như chia sẻ cho nhiều người đặc biệt.